Hồ Thiên Lạc bị cha mẹ giục cưới. Nam diễn viên chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại và khẳng định chưa có kế hoạch kết hôn. Ngày 19 tháng 10, HK01 đưa tin Hồ Thiên Lạc dự sự kiện phim ở Hồng Kông. Trong buổi tiếp xúc với truyền thông, nam diễn viên chia sẻ về tình hình sức khỏe và chuyện tình cảm. Hồ Thiên Lạc cho biết căn bệnh thoái hóa đốt sống không nghiêm trọng như truyền thông đưa tin. Anh đã vượt qua giai đoạn khổ sở. Tổn thương cột sống cổ của nam diễn viên dần hồi phục sau khi phẫu thuật. Khi ký giả đề cập đến chuyện kết hôn, Hồ Thiên Lạc chỉ cười. Anh cho biết cũng bị cha mẹ giục cưới vì đã ngoài 50 tuổi. Ngôi sao điện ảnh Hồng Kông chia sẻ mỗi lần người thân nhắc đến chuyện kết hôn, anh thường cười trừ và lảng tránh bằng câu nói chưa vội. Ở tuổi 52, Hồ Thiên Lạc có khối tài sản hàng trăm triệu USD và vẫn độc thân. Nam diễn viên có địa vị cao trong giới giải trí Hồng Kông. Vì vậy, anh dành hết tâm trí cho việc vực lại nền điện ảnh xứ Hương Cảng, duy trì cuộc sống ổn định cho nhân viên dưới trướng. Trên HK01, nam diễn viên từng chia sẻ mệt mỏi với cường độ đóng phim dày đặc. Tuy nhiên, anh không dám nghỉ ngơi. Về đời tư, Hoàng Cửu Ánh là người yêu duy nhất mà tài tử thần Điêu Đại Hiệp công khai trong sự nghiệp. Hai diễn viên gặp nhau trên phim Trường San San Hữu Tống ra năm 1994 và có mối tình kéo dài 7 năm. Hoàng Cửu Ánh là người cùng Hồ Thiên Lạc vượt qua giai đoạn tăm tối trong sự nghiệp khi nam diễn viên bị tẩy chay vì quá khứ ở tù. Hồ Thiên Lạc từng chia sẻ muốn chăm sóc Hoàng Cửu Ánh cả cuộc đời. Tuy nhiên, sau đó họ chia tay vì công việc bận rộn. Áp lực khiến Hồ Thiên Lạc và Hoàng Cửu Ánh thường xuyên cãi vã, tình cảm rạn nứt. Sau khi chia tay Hoàng Kỳ Doanh, Hồ Thiên Lạc kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh giữ nguyên tắc không nói chuyện cá nhân, không phô trương bản thân. Gần đây, Hồ Thiên Lạc vướng tin có con với tình cũ Hoàng Cửu Ánh, yêu nữ diễn viên Tuyên Huyên, nhưng anh phủ nhận. Tài tử Hồng Kông khẳng định độc thân, chưa từng kết hôn hay sinh con.